Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, cho mình gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã và đang xem video của mình. Một lời chúc chân thành nhất mọi người. Đây mọi người, hôm nay mình quay với cho mọi người xem là hai chiếc đĩa ngũ sắc là họa tiết giống như nhau. Họa tiết giống nhau mọi người nhé. Bây giờ nó có một cái to, một cái nhỏ. Đây, một cái to đây mọi người. Đấy. Một cái to này thì không có chân đâu mọi người nhé. Đấy, đây là một chiếc đĩa ngũ sắc là có vẽ chim công và họa tiết của nó là hoa mẫu đơn. Đây là chim công, chỗ này là chim công này, 1, 2, 3 chim công. Và hoa mẫu đơn thì có 1, 2, 2 loại này là hoa mẫu đơn rồi mọi người nhé. Nhưng còn hoa này mình không biết này, nhưng đôi công trong này rất là đẹp luôn. Thế mình quay lại cho mọi người xem một chút. Đấy. Đấy, mọi người, mình thì thực ra là khi mình cầm này ấy, thì mình quay nó rất là khó mọi người ạ. Nên là mình chỉ quay, mình giới thiệu qua cho mọi người về bố cục kết cấu và họa tiết của con công. Xong lát nữa mọi người nhớ xem đến tận cuối video, mình sẽ quay lại cho mọi người hết họa tiết này để cho mọi người xem thật kỹ luôn. Xem mà ai thích thì liên hệ với mình để mua. Thì thông tin liên hệ thì là các bạn hãy vào Zalo và kết bạn với mình, hoặc là Facebook. Zalo và Facebook của mình là số điện thoại là 0962 949 668 mọi người nhé. Đấy, đây là mặt trước của nó. Viền vàng nhé mọi người nhé. Xung quanh là viền vàng này. Xung quanh viền vàng này. Họa tiết này. Đấy, hoa này, công này. Đây, mặt đằng sau này. Mặt đằng sau có triện nhé mọi người nhé. Đây là triện. Triện này là cái đôi cặp đĩa này là của hàng Imari mọi người nhé. Đây, Imari đây. Hàng của Imari. Imari là cũng nổi tiếng ở bên Nhật này mọi người nhé. Đấy, đây mọi người xem này. Đây, triện đĩa có đầy đủ rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đo cho mọi người xem. Xong lát nữa mình sẽ quay chi tiết lại cho mọi người xem. Bây mình đo cái mặt của nó. Mặt của nó là 46,5 mọi người nhé. 46,5. Chiều cao của cái này nó là 6,5. Chiều cao của cái đĩa là 6,5. Đây rất là đẹp luôn mọi người. Đây bây giờ mình lấy cái đĩa nhỏ này ra, mình quay cho mọi người xem này. Đấy, mọi người nhìn thấy cái đĩa này đẹp không? Đấy, đây là cái đĩa nhỏ của nó. Họa tiết y như nhau luôn, nhưng mà nó chỉ nhỏ hơn thôi. Kích thước nó nhỏ hơn. Đấy. Nhưng mà mọi cái thì là vẫn là mình thấy là ok đấy mọi người. Đây, triện cũng giống nhau luôn, Imari luôn, hàng Imari. Đây là nó không phải là bị lỗi gì đâu nhé mọi người nhé. Đây là vết bẩn. Vết bẩn mình vẫn chưa vệ sinh nó đi nên là nó còn bẩn. Nhưng mà sau này bạn nào lấy về thì mình tẩy nó sẽ đi thôi mọi người ạ. Bây giờ mình đo cái kích thước cái đĩa nhỏ cho mọi người xem. Kích thước của đĩa nhỏ là 36. Chiều cao của nó là 4,5. 36, 4,5. Đấy, đây là họa tiết của nó đây mọi người. Đây, để mình cầm lại như này. Đây, nó như này mới là đúng. Đấy, đôi công nó đứng ngược lên đấy. Mọi người ấy, thì, mọi người mà ai mà xem video của mình rồi ấy thì mọi người mà muốn mua ấy thì mọi người liên hệ với mình qua số điện thoại của mình ở Việt Nam, nhưng mà mình không ấy, số điện thoại thì người nhà mình dùng, nhưng mà bây giờ mình ở bên Nhật này mình không dùng số điện thoại, mà mình có dùng số điện thoại, nhưng mà mọi người nếu mà có liên hệ vào số điện thoại của mình thì cái giá cước liên hệ quốc tế nó rất là cao mọi người ạ. Nên là mọi người muốn liên hệ với mình thì mọi người liên hệ qua Zalo theo số điện thoại của mình là 0962 949 668 mọi người nhé. Đây em quay lại sát đây, nó có bị một chút xước nhỏ ở đây mọi người. Nói chung là một chút xước này nếu mà mọi người nhìn sát lại thì sẽ phát hiện ra, nhưng mà nếu mà nhìn xa thì mọi người không thể phát hiện được ra đâu mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ quay lại để cho mọi người xem họa tiết của nó nhé mọi người nhé.
mình sẽ quay họa tiết của nó đây mọi người. Đấy, mình quay từ dưới lên. Đây là bước này là bước hoa mẫu đơn này. Đấy, mình quay ở viền ngoài trước mọi người nhé. Chim công. Một bước nữa là hoa mẫu đơn. Nhìn những cái hoa mẫu đơn này, nhìn hai cái bức nó trông giống nhau thôi nhưng mà nó khác nhau ấy mọi người nhá. Ấy cái hoa này thì mình không biết gọi là tên là gì luôn mọi người ạ. Mọi người ai mà xem video mình mà biết cái tên của cái hoa mẫu đơn à hoa 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 đấy nhé thì mọi người comment cho ở bên dưới phần bình luận để nói cho mình biết là cái hoa đấy là hoa gì nhé. Lần sau mình có làm video nữa hay là mình gặp loại hoa như thế mình còn biết nói cho mọi người về cùng biết. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Ở cái chỗ này này mọi người, nó không phải là bị lỗi gì nhá. Đấy là nó có ánh điện vào. Nên là nó thế, để mình quay lại cho mọi người xem. Đấy, mọi người thấy chưa? Mình nghiêng bên này nó hết bóng ánh điện đấy. Thì là nó không còn một lỗi gì luôn. Đấy, đây là cái đĩa này là đĩa to nhá mọi người nhá. Mình sẽ đẩy cái đĩa to này vào đây. Để mình quay cái đĩa nhỏ hơn. Mình dựng cái đĩa nhỏ lên đây. Cái đĩa nhỏ này thì nó không có chân đấy mọi người, là mình cầm phải cầm tay, một tay quay và một tay giữ. Họa tiết thì nó giống nhau mọi người nhé, hai kiệm hai à một cặp đĩa này, họa tiết giống nhau, có kích thước là nó khác nhau thôi mọi người ạ. Đây. Quay lại cho mọi người xem nó nằm xuống. Để nằm xuống mình quay nhé. Quay nó có ánh điện cái chỗ kia thì nó khó nhìn quá. Đấy, mình đã quay hết rồi mọi người ạ. Thôi mình xin phép mọi người là mình kết thúc video đây nha mọi người nhé. Một lần nữa mình xin một gửi một lời cảm ơn tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Chúc mọi người xem video của mình luôn mạnh khỏe. Mọi người nhớ nếu mà ai mà muốn mua hai cái đĩa này hay là bất cứ đồ gốm sứ gì ở bên Nhật Bản ấy thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại nhé mọi người nhé. Số điện thoại của mình là 0962 949 668. Đây là số điện thoại Zalo và Facebook mọi người nhé. Nếu mà mọi người gọi theo số thì chỉ có ở Việt Nam mình là mẹ mình đang dùng và người nhà mình đang dùng nghe thôi mọi người ạ. Thôi mình xin chào tất cả mọi người nhé mọi người nhé. Bye bye mọi người.